Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem những cái đồng cánh đồng thuốc lá ở trên quê mình. Thì năm nay thì nói chung là cũng được mùa, nhưng mà một số cây là nó đã bị bệnh, bị còi mọi người ạ. Thời tiết năm nay ban đầu thì cũng có mưa, nhưng mà đến sau gần cuối nó lại không có mưa nữa, cho nên là một số cây nó cũng bị bệnh, một số cây thì còi. Đây là những cây bị bệnh này, cái thuốc lá này. Những cây như này thì không cho thu hoạch được, không có chất lượng, chỉ nhổ vứt đi thôi. Những cây này đã chuẩn bị ra hoa rồi đấy. Ở đây là cái này là của bố mẹ mình. Còn ở dưới, bên dưới này thì người ta trồng cũng rất là nhiều, nhưng mà cây nó còn bé hơn một tí, bởi vì người ta trồng muộn hơn, người ta trồng muộn hơn nhà mình. Của nhà mình trồng sớm hơn thì nó có vẻ là tốt hơn đấy mọi người. Đây là cái cây của nhà người khác, hàng xóm. Cây này thì nó còn hơi bé. Những cây như cây nhà mình này thì chắc là khoảng 15 ngày nữa là sẽ thu hoạch đấy. Còn cây này thì phải hơn tháng. Những cây con bé này nó phải đợi lâu hơn. Trên này thì một vụ sẽ là trồng lúa, một vụ là sẽ trồng thuốc lá. Mấy cái ruộng này là đều có nước hết nha mọi người nhé. Đều có mương máng về hết. Trên này thì sẽ có người dân sẽ làm mương nhỏ để dẫn nước từ mấy cái ao hồ trên tít trên kia vậy, chỗ xa trên cách đây thì mở mấy cây cơ. Mọi người sẽ dẫn nước từ đấy đi về. Thường thì năm ngoái thì bắt đầu mấy cái cây này nó đã tăng giá hơn mọi năm. Bình thường là khi mà thu hoạch xong thì sẽ mang đi sấy khô, xong là sẽ phân loại ra để mà bán cho bên thu mua, có thể là tư nhân, có thể là doanh nghiệp mọi người. Cây này thì bán rất là dễ dàng. Mình cứ cho vào lò sấy khô xong phân loại ra thì mình muốn bán là sẽ có người mua luôn. Cây này thì tiêu thụ rất là dễ, nhưng mà được cái làm nó vất vả. Cây này mình chưa thấy cái cây nào mà làm nó nhiều công đoạn như cái cây này. Những cái lá này là lá bị hỏng. Lá này nếu mà sấy thành phẩm sẽ là những lá loại 3. Còn mấy lá nào mà nó dày, nó đều như này, dần dần sau là loại 1 nhé mọi người này. Cái này nó có lông, nó đắng và rất là dính. Cái này chắc tầm ngày hôm nữa nhà mình cho vào lò thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ là khi mà cho vào lò đây, những cây này là có thể cho vào lò để mà sấy rồi. Đấy, những cái lá vàng vàng như này sẽ bắt đầu hái mấy cái lá gốc, từ khoảng 3 lá, 4 lá như này. Như cây này thì có thể hái lá này này, lá này và lá này. Còn lá này thì vẫn để được sau. Đấy, mấy cây này vàng, nếu mà tính ra là có thể là thu hoạch được rồi đấy. Ở đây cũng có rất là nhiều cây nó bị bệnh. Rất nhiều.
cái nào đã bị bệnh thì sẽ chả là chả để dùng làm cái gì được, chỉ có thể vứt đi để mà làm phân bón thôi. Thường nếu mà trồng thì cây nào mà người ta trồng mà người ta ít bón phân đạm thì nó sẽ tốt hơn. Mấy cái cây này có phân chuyên dụng. Ở đây các cánh đồng ở từ bên kia sang đến tận bên trên kia đều là cái cây này hết mọi người ạ. Thuốc lá. Cây này từ khi mình sinh ra là mình đã thấy dân quê mình trồng cái cây này rồi. Cho nên mình cũng chả biết là cái cây này nó có từ cái đời nào, từ cái thời nào nữa. Cây này sẽ phát triển lúc mà phát triển tốt nhất mà lúc cái thời tiết mát mát tầm này, và nó phải có mưa đều, nó ẩm. Nhưng mà cái cây này nó lại không chịu được ngập úng. Nên là những cái luống để mà trồng cái cây này nó rất là cao đây. Thoát nước phải ngay lập tức, tức thời. Còn nếu mà để nó mà ngậm nước khoảng 2-3 giờ trở lên là cây sẽ bắt đầu héo và nó chết. Cho nên là những cái cây này chỉ trồng ở những nơi mà có đủ nước, đủ độ ẩm, mới cả phải thoát nước tốt mọi người ạ. Ở đây thì sẽ dùng phân chuồng, phân bò, phân trâu với cả phân chuyên dùng của cái cây này để trồng thôi. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Mình xin dừng cái video của mình đây. À, mình sẽ giới thiệu nốt cái bên này là cái nhà máy, cái kho thu mua của cái cây thuốc lá luôn này. Cái này nó cũng ở sát nhà mình luôn. Cái là của doanh nghiệp nhá mọi người nhá. Còn tư nhân thì nó ít hơn. Tư nhân là mấy cái hộ kiểu như là người ta hay gọi là mấy con buôn ấy mọi người. Còn cái này doanh nghiệp. Thường là doanh nghiệp thì bán dễ hạ dễ hơn, nhưng mà thường giá sẽ kém hơn bên tư nhân một ít, khoảng 1-2 giá gì đấy. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình nhé. Lại đây, lại đây. Nào nào.